Và cái bản tin kế tiếp đây thì chúng ta nói tới cái chuyện của Trung Quốc, đó là sau khi Lý Cường đã có những cái tuyên bố rất là khoa trương ở bên Davos, Thụy Sĩ đó, thì bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc lại coi là phải bơm tiền để mà cứu nguy cái nền kinh tế. Đầu tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có hai cái chuyện nó xảy ra khiến cho người ta phải nhìn thấy rõ ràng một điều là cái nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay đang đối đầu với những cái thử thách vô cùng lớn lao, phải nói là chưa hề có. Cái chuyện thứ nhất là cái chuyện là một tòa án ở bên Hồng Kông á, họ đã ra lệnh là cái tập đoàn đầu tư bất động sản lớn nhất của Trung Quốc là Evergrande bây giờ phải làm thanh lý, làm một cái cuộc tổng kiểm tra lại những cái tài sản hiện có của mình. Thì mình hiểu rằng đây là một cái bước gần như là sửa soạn để mà buộc Evergrande phải bồi thường cho những cái chủ nợ của mình bằng những cái tài sản của mình hiện đang có. Và điều đó nó cũng có nghĩa là tòa án đã công nhận một điều là cái khả năng mà Evergrande hứa hẹn là sẽ phục hồi, sẽ coi như tái cơ cấu lại hoạt động để mà mong trả được cái món nợ khổng lồ là 300 tỷ đô la mà hiện nay họ đang mắc nợ đó, đã không thể nào thực hiện được, là hoàn toàn là vô hiệu quả. Coi như là những cái ánh sáng le lói cuối đường hầm không còn có nữa, thành nên họ đã đi đến cái chỗ là buộc phải thanh lý tổng kiểm tra lại tài sản. Và cái điều này, một cái lệnh như thế này thì nó cũng đưa luôn tới một cái dấu chấm hết đối với những ai đang còn có một cái chút xíu hy vọng là cái ngành bất động sản của Trung Quốc sẽ tái cơ cấu và có hy vọng phục hồi. Hoàn toàn có người chấm dứt rồi. Mà chúng ta phải nhớ rằng là cái ngành nghề bất động sản của bên Trung Quốc nó đóng góp vào 1/3 GDP của quốc gia, hay nói một cách khác là nó đóng góp vào cái sự giàu có hết 1/3. Bây giờ nó không còn hy vọng gì nữa, thì hỏi rằng là cái giới đầu tư thì họ sẽ thấy rằng cái nền kinh tế của Trung Quốc trong những ngày sắp tới là coi như là ảm đạm lắm rồi, suy sụp lắm rồi, thì ai còn dám có một cái sự đầu tư vào cái thị trường này nữa. Thành ra chắc chắn là mọi cái chuyện đầu tư qua cái vấn đề bất động sản sụp đổ này nó phải chấm dứt hết. Và dĩ nhiên là kinh tế của Trung Quốc trong những ngày tới là mình thấy càng thêm khó. Cái chuyện thứ hai là cái chuyện mà chính quyền của Cộng sản Trung Quốc, hay nói đúng hơn là cái cơ quan mà kiểm soát và điều hành là thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã ra hẳn một cái lệnh là để kiểm soát, để mà ngăn cấm những cái tay đầu tư quan trọng đó không nên bán tống bán tháo cái số cổ phiếu của mình. Cái câu chuyện này thì mình đã nói tới vài tuần trước rồi. Thế nhưng mà vào lúc đó thì cái cơ quan kiểm soát chứng khoán của Trung Quốc người ta chỉ thi hành nó với một cái cách gián tiếp thôi, với một cái sự gọi là cổ võ vận động, hay là gọi là cấm cản một cái cách gián tiếp thôi. Nhưng mà bây giờ thì cơ quan đã ra hẳn là những cái nguyên tắc này. Sau khi Tập Cận Bình đã cố hết sức để cứu nguy cái nền kinh tế thị trường, nhất là vấn đề cổ phiếu này đã không thành công. Chúng ta biết là 2 năm qua đó, thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã mất đi, bay hơi đi 6.300 tỷ. Rồi bây giờ người ta nhìn thấy cái thị trường chứng khoán, thứ nhất là Thượng Hải, thứ hai là Thâm Quyến, là 2 trọng điểm tài chính của Trung Quốc đó. Bây giờ cái giá trị cổ phiếu nó gần chạm đáy. Đây là một cái sự mà coi như là khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình là phát hoảng. Bây giờ thì hiện nay họ đang dự định là bơm tiền để mà cứu nguy vào cái nền kinh tế. Mà theo những cái giới chuyên gia kinh tế thì họ đã ước định là Trung Quốc sẽ bơm 2.000 tỷ vào để mà cứu nguy cái thị trường chứng khoán. 2.000 tỷ thì nó sẽ tương đương vào khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Rồi sẽ bơm vào để cứu nguy cái ngành ngân hàng là 1.000 tỷ, tức là 140 tỷ đô la Mỹ. Rồi cái ngành bất động sản nó tháng này sẽ tung ra 1.000 tỷ. Tháng 3 sắp tới đây tung ra 1.000 tỷ. Thế là sơ thôi mình thấy là trong vòng 1-2 tháng này thì Trung Quốc sẽ đưa ra 5.000 tỷ bơm vào thị trường để cứu nguy nhiều cái lĩnh vực quan trọng của đất nước họ. Thì hiển nhiên với một cái chuyện mà nền kinh tế phải bơm tiền để cứu nguy như vậy thì ai cũng thấy rõ ràng là cái nền kinh tế của Trung Quốc giống như cái người đang bị bệnh nặng đó, phải sống nhờ thuốc, dứt thuốc là chết đó. Thì nếu quý vị là cái người mà đang dự định đi tìm thị trường đầu tư, mình nhìn thấy một cái thị trường mà èo uột như vậy có dám không? Cho nên là cái chuyện mà đầu tư trong nước, đầu tư ngoại quốc mà ông Tập Cận Bình đã cố gắng hết sức để mà gọi là khôi phục đó, nó hoàn toàn nó không có một chút hy vọng nào cả. Bây giờ nó cứ đứng khựng lại, và ngay cả những cái đầu tư thoi thóp còn lại trong thị trường Trung Quốc bây giờ cũng muốn rút ra ngoài luôn. Nó gọi là nó thảm thiết như vậy đó. Thế nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng là với một cái tình hình như vậy đối với Trung Quốc đó, nó không có một cái dấu hiệu gì là tốt đẹp cho toàn thế giới cả, bởi vì chúng ta biết rằng cái nền kinh tế của Trung Quốc nó có ảnh hưởng tới toàn bộ cái hoạt động kinh tế của thế giới. Mà cái điều đầu tiên mà người ta nhìn thấy cái ảnh hưởng nó rõ nhất là cái ngành du lịch. Bởi vậy đây là một cái hoạt động kinh tế mà không cần phải nghiên cứu nhiều là người ta nhìn thấy ngay. Thế thì bây giờ người ta đánh giá, người ta lấy những cái con số, người ta đánh tiêu biểu, người ta đánh giá như Thái Lan. Thái Lan nói rằng năm 2019 có tới 12 triệu du khách của Trung Quốc đến đất nước chúng tôi. Thế nhưng mà cả một năm 2023 vừa rồi đó chỉ có chưa tới 3 triệu người tới. Mất hẳn đến 75%. Hay là Việt Nam cũng nói rằng là vào năm 2019 có tới gần 6 triệu du khách Trung Quốc tới Việt Nam trong một năm. Thế là cả một năm 2023 họ tính ra chỉ còn có 1,7 triệu, mất luôn cả 75%. Mà cái hiện tượng này thì nó hoàn toàn nó áp dụng chính xác cho cả một cái thị trường ở châu Á này, châu Âu này, là những cái nơi mà những cái đoàn du lịch của Trung Quốc nó thích tới nhất. Như vậy thì toàn thể cái ngành du lịch của thế giới đã giảm đi sẽ 75% và sẽ tiếp tục giảm nữa. Thì tình hình mình thấy là nó sẽ ảm đạm như thế nào. Chỉ có một cái điểm sáng là ở bên Đài Loan. Đài Loan thấy rằng là bây giờ Trung Quốc đó, kinh tế nó đã lụn bại như vậy thì quốc lực của họ không thể nào đủ để tổ chức một cái cuộc tấn công trong ngắn hạn được. Cho nên có lẽ là Đài Loan đã yên tâm là trong một cái thời gian ngắn hạn đây đó thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không tấn công mình. Và cái điều này làm cho người ta nhớ lại cái lời của ông Lạc Ngọc Thành mà chúng ta nói lần trước. Vào cái ngày 20 tháng 1 vừa rồi ở Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông đã kêu gọi rằng cái người dân Trung Quốc, ông nói rằng cả một năm 2024 chúng tôi không thấy một cái điểm gì sáng thì vui cho cái nền kinh tế của Trung Quốc cả. Chúng ta cần phải chuẩn bị để thắt cái dây lưng an toàn bởi vì rất là nhiều nguy hiểm ở phía trước. Nhưng mà cái lời nhắn nhủ, cái lời cảnh cáo của ông Lạc Ngọc Thành hình như áp dụng cho mọi người của trên thế giới này.